Kính thưa quý vị, trình diễn bộ sưu tập mùa thu năm 2016 của Machesa, tin từ New York. Hai nhà thiết kế Georgina Chapman và Karin Craig của hãng thời trang Machesa có thể nói là bà tiên trong cổ tích, biến hóa trong phút chốc các nàng lọ lem bỗng trở thành công chúa kiều sa qua những bộ trang phục công phu và quý phái của họ. Chapman chia sẻ, ý tưởng bộ sưu tập lần này chính là từ họa sĩ John Signer Sargent thời vua Edward, người nổi tiếng với những bức tranh tuyệt mỹ cho các phụ nữ quyền quý lúc bấy giờ. Chapman cho biết, cô muốn mỗi cô gái khi khoác lên trang phục của Machesa đều xứng đáng được vẽ như một bức chân dung, bởi họ nhìn thật vương giả và mạnh mẽ như một nữ hoàng. Bộ sưu tập mới trình bày những chi tiết đính kết với hạt bạc và đá quý tuyệt mỹ trên thân áo, những ánh kim lấp lánh, điểm xuyến trên vải voan mỏng và những chiếc vương miện làm nên vẻ cổ tích của show diễn. Tất cả hòa quyện cùng làn khói mờ ảo của xứ sở thần tiên. Georgina Chapman và Karin Craig thật sự đã bay bổng hết mình với những bộ đầm dạ tiệc sang trọng đài cát, những chi tiết nổi 3D trên cổ áo. Họ cũng đã rất sáng tạo với những gam màu rực rỡ là đỏ và xanh, nổi bật trên tổng thể các màu hồng nhạt, kem và đen. Yeah.